Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Sử Ký thứ nhì, chương 1. Salomon, con trai David, được vững bền trong nước mình. Jehovah Đức Chúa Trời người ở cùng người và làm cho người rất thịnh vượng. Salomon truyền bảo cả Israel, các quan tướng ngàn người và trăm người, các quan xét và hết thảy các trưởng trong Israel là các trưởng tộc phải đến. Đoạn, Salomon và cả hội chúng đều đi lên nơi cao tại Gabaon, vì ở đó có hội mạc của Đức Chúa Trời mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã làm nơi đồng vắng. Nhưng David đã rước hòm Đức Chúa Trời từ Kiriath Yearim lên đến nơi người đã dọn sẵn cho hòm, vì người đã dựng cho hòm ấy một cái trại tại Jerusalem. Vả, ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va có bàn thờ đồng mà Bết-sa-le-en, con trai Uri, cháu Hu-rơ đã làm. Salomon và hội chúng đều đến nơi đó. Salomon bèn lên đến bàn thờ bằng đồng đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va tại hội mạc và dâng 1.000 của lễ thiêu trên bàn thờ ấy. Chánh đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến cùng Salomon mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì? Hãy xin đi. Salomon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chúa đã ban ơn rộng cho David cha tôi và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng David cha tôi được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất. Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức để tôi ra vào trước mặt dân sự này, vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? Đức Chúa Trời phán với Salomon rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta. Vả, vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có của cải tôn vinh hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình để xét đoán dân sự ta. Nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có của cải tôn vinh, đến độ các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế. Đoạn, Salomon từ nơi cao tại Gabaon ở trước hội mạc trở về Jerusalem và người cai trị Israel. Salomon nhóm những xe và lính kỵ được 1.400 cỗ xe và 12.000 lính kỵ. Người để nó trong thành chứa xe và gần nơi vua tại Jerusalem. Vua làm cho bạc vàng trong Jerusalem ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng. Con ngựa của Salomon đều từ Egypto mà ra. Các con buôn của vua đi lãnh mua nó từng bầy, mỗi bầy theo giá nhất định. Người ta từ xứ Egypto mua đem lên một cái xe giá 600 siếc lơ bạc, còn một con ngựa giá 150 siếc lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 2. Vả Salomon định cất một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va và một cái cung cho nước mình. Salomon bằng lựa 7 vạn người bưng gánh, 8 vạn người thợ đẽo đá trên núi và 3.600 người đốc công. Salomon sai đến Hiram vua Tyre mà nói rằng: Vua đã hậu đãi David cha tôi, cung cấp cây bá hương cho người đặng cất cái cung để người ở. Xin vua cũng hãy đãi tôi như thế. Này, tôi toan cất một đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, biệt đền ấy riêng ra thánh cho Ngài, đặng xông nhũ hương trước mặt Ngài, bày bánh trần thiết luôn luôn, dâng của lễ thiêu về buổi sáng và về buổi chiều, hoặc trong ngày Sa-bát, ngày mồng 1, hay là trong những ngày lễ định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi,
Điều đó vốn là một lệ định cho Israel đến đời đời. Đức Chúa Trời chúng tôi vốn cao sang, vượt qua hết các thần, nên cái đền tôi toan cất sẽ nguy nga. Chớ thì ai có sức xây cất cho Chúa một cái đền? Vì trời và đến đổi trời của các từng trời còn chẳng chứa Ngài được thay. Vậy tôi là ai mà cất được một cái đền cho Chúa? Cất nó chẳng qua là để xông hương tại trước mặt Ngài đó thôi. Vậy bây giờ, vua hãy sai đến cùng tôi một người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, thạo dệt bằng chỉ tím, đỏ và xanh, cùng biết chạm trổ đủ nghề, để làm việc với những người tài giỏi ở bên tôi tại Juda và Jerusalem mà David cha tôi đã sắm sẵn. Cũng hãy lấy ở Liban gỗ bá hương, gỗ tòng và gỗ bạch đàn hương mà gửi đến cho tôi, vì tôi vẫn biết rằng các tôi tớ vua đều thạo đốn cây trên Liban. Này, các tôi tớ tôi cũng sẽ giúp đỡ các tôi tớ vua đặng lo đốn sắm sửa cây gỗ cho nhiều, vì cái đền mà tôi toan cất sẽ nguy nga lạ kỳ. Tôi sẽ cấp cho các tôi tớ vua là những kẻ đốn cây 2 vạn cô rơ lúa miếng giả rồi, 2 vạn cô rơ lúa mạch, 2 vạn bát rượu và 2 vạn bát dầu. Hiram, vua Tyre, bèn viết thư gửi cho Salomon mà rằng: Vì cớ Đức Giê-hô-va yêu thương dân sự mình, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng. Hiram lại nói: Ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua David một con trai khôn ngoan, dễ dặt, thông minh để cất một cái đền cho Ngài và một cái cung cho nước người. Bây giờ, tôi sai đến cho vua một người khéo, có trí thông sáng là Huram Abi, con trai của người đàn bà về chi phái Đan, cha người là dân Tyre. Người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, thạo dệt chỉ tím xanh và đỏ sậm, cùng chỉ gai trắng xe mịn. Cũng biết làm các thứ chạm trổ và tạo ra đủ thứ vật xảo mà người ta sẽ biểu nó làm. Nó sẽ làm việc với những thợ khéo của thân phụ vua là David chúa tôi. Vậy bây giờ, xin chúa tôi hãy gửi cho các tôi tớ chúa lúa miếng, lúa mạch, dầu và rượu mà chúa tôi đã nói đến. Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ tại trên Liban theo số bao nhiêu vua cần dùng, rồi kết thành bè đem ra biển đến Gia-phô. Đoạn vua sẽ chở lên Jerusalem. Salomon bèn điểm soát các người ngoại quốc ở trong nước Israel tùy theo số David cha người đã điểm soát, thấy được 15.3600 người. Trong số đó, người đặt 7 vạn người làm kẻ khiêng gánh, 8 vạn người đẽo đá trên núi và 3.600 người đốc công đặng sai khiến dân chúng làm việc. Chương 3. Salomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David cha người tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. Salomon khởi xây cất nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm thứ 4 đời người trị vì. Này là nền Salomon đã lập đặng cất đền của Đức Chúa Trời. Bề dài theo thước xưa là 60 thước và bề ngang 20 thước. Hiên cửa ở phía trước bề dài 20 thước y như bề ngang của đền vậy, và bề cao 120 thước. Người bọc bề trong bằng vàng ròng. Cái vách đền lớn người lợp bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng, chạm hình cây trà là và dây xích ở trên. Người lót đền bằng đá quý đặng trang sức nó, vàng là vàng phạt va im. Người lại bọc vàng cái đền, mè, ngạch cửa, vách và cửa của đền. Còn trên vách thì chạm hình cherubim. Người cũng làm nơi chí thánh, bề dài 20 thước, y như bề ngang của đền, và bề ngang cũng 20 thước. Người bọc nơi ấy bằng vàng ròng. Vàng dùng cộng đặng 600 ta lân. Những đinh vàng cân nặng 50 siếc lơ. Người cũng bọc vàng các phòng cao. Tại trong nơi chí thánh, người làm 2 cherubim, cứ phép trổ tượng rồi bọc vàng. 4 cánh của 2 cherubim dài 20 thước. Cánh này của cherubim bên hữu dài 5 thước, đụng đến vách đền. Còn cánh kia cũng dài 5 thước và đụng cánh của cherubim bên tả. Cánh này của cherubim về bên tả dài 5 thước và đụng đến vách đền.
Còn cánh kia cũng dài 5 thước, tiếp giáp với cánh cherubim về bên hữu. Các cánh của 2 cherubim đều xòe ra, cộng dài 20 thước. 2 cherubim đứng thẳng chân lên, ngảnh mặt hướng về nơi thánh. Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm, cùng chỉ gai xe mịn, rồi ở trên thêu hình cherubim. Đằng trước đền, người xây 2 cây trụ, bề cao 35 thước, đầu trụ ở trên chót 2 trụ được 5 thước. Người lại làm dây xích, giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên chót trụ, rồi làm 100 trái lựu mà gắn nơi dây xích ấy. Người dựng 2 trụ đó ở trước đền thờ, cây này bên hữu, cây kia bên tả, đặt tên cây bên hữu là Gia-kin và cây bên tả là Bô-ách. Thi Thiên 139. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến độ tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng, tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghét những kẻ giới nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Chương 11. Vả, Đức Chúa Giê-xu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này, đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy, có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy về, thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng?
phải ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Ê-li là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ kêu la cùng bạn mình mà rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống. Người ta nói rằng Giăng bị quỷ ám. Con người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng: Kìa là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Vì dân các thành mà Đức Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ rồi không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: Khốn nạn cho mày thành Cô-ra-xin, khốn nạn cho mày thành Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay đem làm trong thành Ti-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai đội cho ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ti-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta ra bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Lúc đó Đức Chúa Giê-xu nói rằng: Hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chương 12. Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. Người Pha-ri-si thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa, môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật: Đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Vả lại ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội, vì Con Người là Chúa ngày Sa-bát. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát có phép chữa kẻ bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đang ngày Sa-bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là giường nào. Vậy trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Đoạn Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra.
người liền giơ tay thì tay này cũng lành như tay kia. Những người Pharisee đi ra ngoài rồi bàn với nhau lập mưu đặng giết ngài. Song Đức Chúa Giêsu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo và ngài chữa lành cả. Ngài cấm ngạc họ đừng cho ai biết ngài, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Esai đã nói rằng: Này, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người. Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng: Người này chỉ nhờ Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Chúa Giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn đục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pharisee thưa cùng với Chúa Giêsu rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn, mà đây này, có một người tôn trọng hơn Giô-na. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn, mà đây này, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước.
dòng dõi dữ này cũng như vậy. Khi Đức Chúa Giê-xu còn phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: đây này, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy. Ngài đáp rằng: ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.